nhận định kèo Thanh Hóa với Viettel. 17 giờ ngày 24 tháng 1 năm 2021, vòng 2 V-League 2021. Cả hai đội đều không có được kết quả tốt ở trận ra quân. Vòng đấu tới, Thanh Hóa sẽ tiếp đón Viettel trên sân nhà. Mùa giải trước, cả hai đội đều có được thắng lợi trước đối thủ của mình. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận ra quân, Thanh Hóa FC có chuyến làm khách trước BKM Bình Dương. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lưu Bộ Petrovic, đội bóng xứ Thanh có màn trình diễn không quá tệ. Đông Á Thanh Hóa để thua sát nút 0-1 trước đội chủ nhà sau 90 phút trên sân Gò Đầu. Về phía đội khách, Viettel FC chỉ phải tiếp theo Hải Phòng trên sân nhà. Mặc dù được đánh giá cao trước đội khách, Viettel để thua đội bóng đất cảng với tỷ số 0-1. Thành tích đối đầu giữa hai đội không quá chênh lệch nhau. Đông Á Thanh Hóa có 3 lần giành chiến thắng trước đối thủ, còn con số đó bên phía đội khách là 2. Những trận đấu diễn ra giữa cặp đấu này không xuất hiện quá nhiều bàn thắng được ghi. Nhận định kèo châu Á Thanh Hóa với Viettel. Tỷ lệ kèo châu Á, 0 giờ 1 phút trên 2. 5 trận thi đấu trên sân nhà, Đông Á Thanh Hóa chỉ để thua 1 trận. Đội bóng xứ Thanh thắng 1 và hòa 3. 2 trận hòa của đoàn quân Lưu Bộ Petrovic kết thúc với tỷ số 1-1 khi chạm trán Nam Định với Sông Lam Nghệ An. Thành tích thi đấu trên sân khách của Viettel khá ấn tượng. Đoàn quân Trương Việt Hoàng thắng 4 trên 5 trận. Đội chủ sân hàng đây chỉ để thua duy nhất 1 trận theo nhận định của chuyên gia kèo nhanh. Tỷ lệ cực mà nhà cái đưa ra cho trận đấu này là 0 giờ 1 phút trên 2. Đội khách được xếp cửa trên và chấp đội chủ nhà 0.5 bàn. Tỷ lệ ăn cực của hai đội lần lượt là 1.85-1.79. Thành tích đối đầu giữa hai đội không quá chênh lệch nhau. Đông Á Thanh Hóa có 3 lần giành chiến thắng trước đối thủ, còn con số đó bên phía đội khách là 2. Những trận đấu diễn ra giữa cặp đấu này không xuất hiện quá nhiều bàn thắng được ghi. Nhận định kèo tài xỉu Thanh Hóa với Viettel. Tỷ lệ kèo tài xỉu 2.25. 3 bàn thắng mà hàng công của Đông Á Thanh Hóa ghi được sau 2 trận vừa qua. Số bàn thua mà đội bóng này phải nhận là 4, tương đương 2 bàn trận. Hàng công của Viettel tuyệt vời cả 2 trận. Số bàn thua mà thầy trò Trương Việt Hoàng phải nhận là 2, tương đương 1 bàn trận. Nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo cho trận đấu này là 2.25. Người chơi thắng cực ăn xỉu khi trận đấu khép lại có 1-2 bàn thắng được ghi. Tỷ lệ kèo tài xỉu lần lượt là 1.79-1.89. Dự đoán của chuyên gia soi kèo bóng đá V-League, Thanh Hóa 0-1 Viettel.